Này mình đâu phải đào kỳ chuyên nghiệp luôn biết. Giờ cho bà chào nhà cái. Quay đầu lại hả? Đúng rồi. Đâu? Đây không có không. Ủa, bà không? Từ thiện. À, không có người thân luôn hả? Người sớm rồi từ thiện. Con cháu thì không có gì, mất lạc mấy năm rồi, giờ ở sống điện là sống gì, sống điện không á. Trời ơi, sống điện không? Không có ai đây á. Con chết này cũng 4 năm rồi, chung rồi đó. Đây cũng đây là bạn vậy đó. Hôm nay là một cái... cái đám tang nghèo tại một vùng quê ha, không có người thân luôn. Qua đây mình bước ra cái lỗ chưa biết ấy là bây giờ chung là tôi sớm mỗi tay thôi rồi đó, có đưa cái quá đơn vô đây cũng tình cho mấy chú cái cho mình có biết không chứ. Chắc cũng chưa đủ đâu đâu ha. Chưa mình mua đỡ mới là đủ đủ đây không? Bỏ cái quan xuống rồi đổ lên sao? Cái phần mộ bên đó là sao với bà? Xây gạch luôn hả? Cái này mộ này là con trai con bả, con trai thứ hai bả hồi đó bả cậu cháu bả đi du lịch đó. Có con. Ừ, người ta gả cho con. Ừ. Bả nói chung là bả cũng 10 phần bả được kiểm soát bằng bị bệnh nha. Rồi cái thằng này nó cũng bệnh ngặt nghèo quá không có tiền hồi đó nó chết nữa. Vợ không chú? Mẹ không có xong rồi, không có bình tĩnh rồi, con cũng đâu có đàng hoàng. Cái này hồi đó cũng có nhà thì lại của Tài Vinh. Cái này mình để cái quan đài xuống đây là mình cứ đổ bê tông lên, chứ mình không có xây gạch luôn. Đổ rồi mình lên bằng, mình đổ bằng, mình lên bằng, mình lên bằng. Không có bằng từ ngày nào mà thăng tiếp quá trơn á. Hồi sáng anh điện em mới không? Đúng rồi. Vì một lần một hồi là mình hạ quyền luôn hả? Bà cụ là mất bao nhiêu tuổi á? 75 tuổi. À, 75 hả? Tại vì chung cái cháu này điện có mấy cái chú gì cũng chờ đợi cho mình như nào tâm rồi giúp cho rồi vậy chú đọc thôi cái phiếu hồi nãy người ta đưa tới vật tư này là bao nhiêu tiền rồi ở đây nó có 3.364.400 đồng rồi à. Giờ này giờ là còn một cái nắp quan ở đây này với lại keo thợ vô cho ông làm lồng cái núm ở đây nha với lại tu dự định như vậy này nếu như xin được tiền á là có thể là mình làm một cái chân cái này cho nó rộng rồi cho làm cái dòng thanh lên đúng rồi đó. Bây giờ trước mắt là mình làm cho bà chỗ làm chỗ cho bà trước đó. Đi dạ nó tính sao vậy là từ sáng giờ lấy thiếu luôn bà mất cái này thiếu không? Bà mất khi nào anh mất mấy giờ bà mất có ai đâu canh đó không mất rồi thì sáng tôi qua tôi làm cho bà để cái tay tôi lấy tôi nó thật sự mười mấy năm nay cả mười năm nay là đám ma sợ lắm sợ mình bệnh mình sợ chứ không phải tôi chậm ai tôi ở ngoài tôi mới lấy cây sông lá tôi dở cái mồm quả lên thì tôi xìu cái tay quả nó cũng ngắt rồi cuối cùng cái thằng mượn cháu ở xóm nó vô thì bà cũng ngắt rồi đổ quá trái đầu 10 giờ đêm rồi đúng rồi khoảng nhưng mà khi nào chú phát hiện tới khoảng 5:30 tôi mới 5:30 sáng à. Vậy là trước đó là bà có bệnh không thì bà cũng bệnh ai cũng hình như cũng 2 tháng mấy rồi thì đây nhờ cái bà chị ở xóm này bà nấu cháo bên tôi nấu cháo có con dâu bưng qua chỗ bà ăn thì nói ngay cũng có trình báo với địa phương rồi bà vậy nữa bà chết thì cũng nhờ chính quyền hỗ trợ chứ bà không có con cháu rồi lấy cái gì mà lo cho bà
Nhưng mà mình có cái lòng, thí dụ hồi ba còn khỏe như vậy là mình đãi ăn cho ba ăn cháo vậy thôi. Gốc gác chứ của bà chứ vợ đâu mà. Hồi đó giờ bà ở đây luôn. Có vợ ở đây sao không có người thân nha. Bà gì cũng có mấy đứa cháu mà nó đi mặc ăn ở Bình Dương á, cháu người con anh thứ ba. Có đâu hai ba đứa cháu nó mời ngoài rồi chết về đâu có điện gì kịp. Có liên lạc được không chú? Có liên lạc được không? Có số điện thoại mà điện nó tỉnh nó bị mấy đứa nấu đầu bếp cho công ty á, thành ra đâu gì hai đứa có tay. Trời nó chứ công việc. Có người anh thứ ba có của bà tới thứ bảy lần. Vậy là cuối cùng là cái đám tang của bà cô là không có một người thân nào luôn. Không có người thân nào luôn, không có ai bịt cái tang thân. Trời ơi. Vậy là mình tẩn hồi nào mới giờ chú? Thì tẩn hồi chắc tới 10 giờ. 10 giờ sáng. Ừ. Tại vì có hàng từ thiện nó cho rồi thôi tẩn nó cháu này nó nghe nó chạy xuống thì lúc nó tẩn rồi. Ở đây bị có cái hội từ thiện tôi cũng đi điện xin. Hằng ngày rồi đó tôi cũng xin nè. Rồi mà cô trước đó là có nằm viện không chú, hay là bà, bệnh có ở nhà bà rồi không ai nuôi rồi sao nằm viện? Ai không có mà tiền bỏ còn tỉnh thì bỏ đi xin thì nói đồng ngay vòng vòng sớm không đây không? Người ta thấy bà vậy thì người ta cũng người cho an tâm 50 thì mua đồ ăn gửi bên đây bên tôi với, hoặc với bà chị bên đó. Nấu cháo cá hay hoặc khi lúc bà còn biết đó, à, kia bà thèm cá thì nấu cháo cá, bà thèm thịt mình nấu cháo thịt vậy. Rồi trước lúc bà mất bà có yếu không nha chú? Là... bà nói chung bà cũng cái hồi sáng á thì bà còn ăn khoảng bà chị này cho nấu cháo thịt cũng ít thịt thôi nha, cũng khoảng cái chừng cái tô nhỏ nhỏ này hai phần tô. Và tối khoảng ba hôm qua đó là ăn buổi sáng nha, buổi chiều á là bà ăn khoảng cái chừng nửa chén, thấy cái mặt sắc bà khác thì quá rồi. Nên ở lúc đó bà cũng đuối gì bà. Bà có cái bệnh gì ở đây mình không biết không? Dạ. Dạ. Nhưng mà hiện tại là cái tiền và vật tư là chú nói bao nhiêu rồi? 3.364.400 đồng. Dạ. Dạ. 3 triệu mấy. Ừ. Mà nếu 3 triệu mấy đó là mình cũng chưa làm đủ phải không? Chưa, cái đó mới cái làm cái làm dưới cái phần này thôi. Phần dưới mới là đổ được cái miếng đanh thôi. Còn cái quan ở đây là chưa có. Cái phòng trên chưa có. Có nghĩa là mình làm cái núm là mình chưa có khả năng. Thùng ở đây mới là miếng đúng ra mần hết cái mộ bả hoàn thành hết trơn thì chắc cũng khoảng 10 triệu á. Thì bây giờ đầu độ của chú là từ dưới lòng đất này cho lên tới hoàn thành cái núm. Là tầm 10 triệu. Trên dưới 10 triệu. Trên dưới là 10 triệu. Rồi. Tại vì 10 triệu nhưng mà cái đó là chưa tính tiền thợ nghe. Cái này là giờ bác kêu họ làm chứ không có ai mà vô để phụ hết trơn á. Không, cái này cái phần này không 3 triệu mấy thì cái phần núm ở trên này nếu mà xây như vậy không thì không có nhiều không đâu. Tới. Nếu mà không có xây tô không thì không có nhiều tiền hết. Thì là theo như anh tính là bây giờ không giấy gạch chỉ làm giống như con của bà ha. Không có cái làm không gì có chứng, không có một cái gì hết trơn á. Có một cái chứng minh nhưng mà không biết cái chứng minh giờ có còn cái mạc bỏ hay là không nữa. Đúng không? Thì làm sao mà gỡ? Ví dụ giờ đây này, giờ tôi nói một cái đơn giản này. Ví dụ giờ trong bỏ xong. Đúng không? Thì còn lại như ví dụ xin Mạnh Thường Quân còn lại bao nhiêu tiền đó gửi ông chú này, ông nấu cơm tới bữa ông qua ông cúng qua 49 ngày rồi thôi, đúng chưa? Nếu chứ mà còn... chú nhận thì vậy cũng đó. Được gửi cho tôi với bà này mới vậy thì cái tới bữa là qua cúng cho bà. Nhưng mà cái phần mà đưa vô chùa thì không cần tấm hình cũng được, có cái linh vị là cái bài vị á. Có cái gì đâu mà giờ không. Anh vô đây nè, vô đây có thầy không? Sáng giờ có bài vị. Không có thầy, tôi nói với anh là không có một cái gì đâu mà lấy cái gì mà đưa vô trong chùa. Nếu chút xíu nữa là đưa cô xuống đây an nghỉ thì cũng là không đâu tụng. Không tụng luôn. Không có tụng, không có. Là chắc mấy bà con chùm sớm mình khiêng cái xong. Tự khiêng luôn á. Ở đây là mỗi người mỗi chỗ, mỗi người mỗi chỗ nè. Xong rồi đàng hoàng. Thì đó giờ cái ví dụ mà giờ mà à, bên Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ được cho bà làm xong cái mộ bà xong thui rồi còn bao nhiêu tiền là gửi cho chú để cho ổng cúng làm dụng như cúng cơ mã 49 ngàn qua mở cơ mã rồi cúng tuần đúng rồi hương khói cho bà mở cơ mã này làm tuần 20 ngày rồi 49 ngày nữa là xong. Sau hồi sáng giờ mình giờ ai ta cũng chịu đi nó bị nuôi lương nó đồ giờ ta cũng phải ở đây chờ nè rồi tiễn rồi tiễn ra đây luôn bây giờ thì rồi tiễn ra đây luôn nếu mà thầy Tùng có gần thì anh kêu đi. Rồi à, dựng cái keo hai tụng đi. Khoảng 5 giờ đưa cô 5 giờ rưỡi cũng được nữa. 5 giờ rồi 6 giờ cũng được. Rồi cái phần kinh phí thì mấy anh em chịu cho. Mấy anh em đóng góp vô đó lấy tiền đó ra mình trả cho ta. Chạy ra ông thầy ngay chỗ chỉ hướng. Bây giờ mình điện thầy tới à. Ông Bảy.
ra ông bãi không được nè. Dạ, dạ. Không có số. Không, đêm nay nữa là nước lắm đi đó. Dạ, chứ mình không để đêm nay. Nếu mà không có giờ, không có ngày thì cứ nên xuống luôn. Xong rồi xuống. Xuống rồi bây giờ mấy chú này giờ nước lương người ta, gia đình ta từ sáng giờ là ta tỉnh ở đây không có nước lương. Mấy anh em tôi nghiệm anh em đây nè. Ở vậy bây giờ ai cũng công việc lốp thì bò, lốp thì nước lương rồi lốp thì đại là lâu chờ. Không có nước uống nữa hả? Bỏ cháu nội từ hồi sáng tới bây giờ nữa. Mấy anh em không? Giáp vòng nó tưng. Không có, không có cái chờ luôn rồi đưa cô xuống luôn. Tụng đưa luôn. Mấy em chờ xuống luôn á. Mấy em chờ xuống luôn, mấy em mới về. Ở đây là đợi luôn á. Ờ vậy. Rồi em ơi, em trai ơi, cho anh hỏi là em ở sớm với cụ hay sao em? Dạ, em cũng cháu cụ mà cháu cũng là thì dòng họ xa vậy phải không? Xa. Cũng hơi xa. Xa. Kêu là bà cụ. Đang cụ. Thì ở đâu mới về hay sao? Dạ. Em ở đâu mới về hay gì? Em thì em ở bên Thích. Thích mới qua tới ha. Tới. Chung bà cụ đơn chiếc ha, không có con cũng đỡ. Cháu cũng bệnh, phần bệnh đường bà, không tiền tỷ. Cháu uống đèn đó, uống đèn bà. Ai cho lọn gạo xuống phà của Quế An đó, rồi ngồi đó bán, người ta thấy vậy người ta cho tiền 150 vậy đó, rồi về gạo tự sóc vậy thôi. Dưới bên phà Quế An mình nè. Cái thấy gì tôi nghĩ có người ta cho được 50-20 vậy đó. Em về, cháu nói chung là cháu cũng dòng họ bên nội mà bà con gần với bên nội em lắm. Biết sớm nhất một điều là khi qua phần mà không có người thân là một, hai nữa là không có nguồn tiền nào để mai táng cho bà hết. Phải nhờ tới mấy anh em hỗ trợ với bà mới chờ tới giấc này. Mà mong thì cũng cộng đồng mạng thì nói chung bà em thì bà cũng đơn chiếc, bà cũng có người con rồi, bà cũng mất rồi. Bà sống đơn chiếc con mình, bà lớn tuổi thì mong cộng đồng mạng giúp đỡ gì bà chứ có cái mồ cho nó cũng là lần cuối đi. Mấy anh mấy chị ha, trong ngoài nước rồi ha. Dạ. Thì hồi sáng sao? Dạ. Đây là đi hỗ trợ phần nào đó. Là giờ mấy anh em xuống thì cũng đưa xuống cái phần nếu mà nếu mà cuối cùng là không ai mà giúp đỡ nữa thì cũng đưa xuống đó đi rồi tính tiếp. Đưa xuống đi thả Nam Đan rồi tính tiếp cái vụ cái núm sau. Cái mà điện hồi trưa tôi điện mà ví dụ mấy anh xuống là thả xuống hồi trưa luôn rồi. Vậy ha. Hồi đó là đó đi cái lớp giác xong xuôi là thả xuống hồi trưa luôn. Rồi mình tính tiếp. Thả xuống chứ đâu có xây, chỉ lắp thả xuống đồ đổ bê tông lên thôi. Rồi không làm núm luôn. Lấy cái gì làm không đủ tiền. Ở anh có 900.000 nữa. 900.000 mà nãy giờ ông chi thì ông mua nước để cho mấy người này uống cũng phải hay cả trăm mái rồi. Bây giờ còn tiền đâu. Đúng không? Bây giờ cứ mua cái đó gì trước cái đó. Rồi sau này những vụ không xin được cái đó thì đi góp. Tàn vậy đó. Tàn bán đi bộ đi Quế An. Bán rồi xong đi bộ. Kêu thầy Tụng rồi có không chú? Cũng báo với trong cái đoàn từ thiện như vậy, tôi cũng ra vừa tới cửa ông thầy ông cũng dẫn xe ra, tôi cũng có nói ông ra cái đám của bà bãi đây nè thì chuẩn bị chôn mà phải có từ thiện quay vô robot này kia nọ, ông nói ông giúp không được bị gì ông đi mất tụng người ta nên thành ra cũng năn nỉ với ông mà ông nói không được bị gì mình cũng hứa người ta rồi nên thành ra ông không giúp được. Dạ. Thì cũng báo với như vậy là mình kêu thầy không được, dạ kêu linh ý không được thì mình sắp xếp thời gian rồi mình đưa cô đúng rồi nằm nghỉ, đưa cho cô về nghỉ sớm để khuya tối cái mũi đồ này kia chú, mà để qua đêm thì lạnh lẽo không có ai trong cái áo quan của cô á. Như nói gọi cho mọi người biết thì không có người thân, không có con cái gì hết, cho nên là không có giờ coi giờ giấc gì hết. Giờ giấc gì thì đáng lẽ là đưa cụ xuống hồi sáng hồi trưa rồi đó, một giờ đó, nhưng mà chờ tội cháu xuống cho tới giờ là gần 5 giờ chiều rồi. Cho nên là giờ là đưa cụ đi luôn chứ còn không đợi chờ giờ nào hết. Không, chứ đúng, không dạ. Con cháu buộc rồi vậy là chú đại diện cô để tổ chức tang lễ cho cô.
rồi tôi cũng đại diện mà giờ bà không có con cháu gì ta thì tôi cũng tình làng nghĩa xóm với hai nữa tôi ở gần bên. Dạ. Rồi thôi giờ thời gian nó không có hạn thôi giờ cho bà xuống nghe nghỉ cuối cùng. Dạ rồi thôi cô ở con mời chú lại đứng trước cái quan tài cái quan tài của cô. Đứng đây mà. Dạ cô chú sợ hả? Đông mà chú. Dạ dạ rồi 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 chú đứng đây cũng được rồi. Rồi anh em là làm dưới đi ha. Con chào chú. Cũng nhận được cái thông tin của mấy anh em ở đây điện cho mấy anh em ở tập 10 như là chung ở Đồng Tháp. Rồi đến đây biết được cái sự tình của bà rất là khó khăn. Câu chuyện mọi người cũng nắm rồi. Thì hôm nay con nhanh gọn tới mấy anh em khác đặng cho bà chuyển bà đi. Thì con đây cũng có 1 triệu trích ra trong hai cái phần quỹ của hai mạnh thường quân, một mạnh thường quân chung tên và một mạnh thường quân là Liên Lê, Facebook Liên Lê, chia sẻ cho bà để lo hậu sự cho bà. Giờ tôi cũng thay mặt của tình làng nghĩa xóm vì tôi cũng là quan cảnh và thấy hoàn cảnh của bà là đơn côi, có đứa con mà nó vắng số là nó chết trước bà đi. Cho nên giờ mình bả ở đó mà già lớn tuổi rồi mà bệnh thì không có ai chuyển đi bệnh viện thì không có ai nuôi, không ai chăm sóc. Thành ra cuối cùng ở đây nói chung là cũng có điện kêu là y tá ở đây là lợi chích thuốc cho bả. Nhưng mà bả bệnh nặng quá tai qua không khỏi thì tới hôm nay ngày cuối cùng của bả. Thì đây cũng thông báo cho anh em trước và chính quyền sau nữa anh em ở đây. Được ngày nay để tiếp là đưa bà bãi này đi đến nơi nghỉ cuối cùng. Dạ. Cái phần sau nữa thì cũng có đứa cháu là có cái hội từ thiện ở đâu trên Đồng Tháp xuống là cũng có cái lòng để giúp đỡ cho bà được phần nào thì cho đỡ bà phần ấy thì dạ. Tôi cũng đại diện cho sớm về cũng sớm ở bên cái đoàn bên từ thiện. Dạ. Còn mấy anh em nữa thì giờ mời anh em tiếp theo đi. Rồi, tiếp theo thì mời dân diện Đồng Tháp có phần hỗ trợ cho cụ. Rồi cũng nhờ chú lo cái phần gì sau cho cô hết. Thì nãy giờ cũng như là cho anh tính và mấy anh em nãy cũng đã tìm hiểu á, biết đường cảnh của bà rất là khó khăn. Hiện tại giờ cũng là không có con cháu gì hết. Đó, thì nhờ làng xóm và chính quyền địa phương đây cũng là hỗ trợ để mai táng cho bà. Thì hôm nay thay mặt cho hai mạnh thường quân xin trích ra hai cái quỹ. Đó, mạnh thường quân thứ nhất là của mạnh thường quân bên Hawaii. Con chích ra 500.000 đồng và mạnh thường quân thứ hai là của cô Lon làm công nhân ở bên Nhật, con chích ra 500.000 đồng và 1 triệu con gửi cho chú nha, làm cho bà ha. Dạ thì tôi cũng thay mặt bà mà đại diện cho cái tình làng nghĩa xóm này cũng cảm ơn. Dạ anh em hết. Dạ rồi để tiếp tục thì mà cho anh Thắng ha. Dạ dạ chú ơi, cháu thì cũng ngắn gọn tại vì gần tới giờ tới lúc đưa bà phải đi rồi, chiều tối chạy dạng để anh em đợi chờ rồi. Làm việc giờ lương bổng ta thì sao. Sự nói thì tụi cháu nhận được điện thoại thì nghe rất là tốt, tại vì bà mất mà cũng không có con, không cháu, không tiền, không người thân gì hết. Mà cho nên là phải đợi tụi cháu xuống mới coi có người hỗ trợ thế nào để đưa bà đi để sắp xếp cái chuyện vật tư. Cho nên cháu cũng ngắn gọn thôi. Thì tụi cháu làm từ thiện thì cháu có được 2 nguồn quỹ của mạnh thường quân. Một là của anh Sơn ở Mỹ, con xin gửi cho chú để đảm nhiệm cái phần an táng cho bà ha. Và phần thứ hai thì 500.000 của em Hương ở Đài Loan, là tổng cộng là 1 triệu gửi, con xin gửi cho chú để chú đảm nhiệm cái phần đó. Dạ. Sớm tình nguyện sớm là ba nhà mạnh thường quân lại giúp cho bà bảy đây như vậy thì tôi rất là cảm ơn, để về sau này bà xuống với cái dòng hồn bà cũng được yên ổn thì tôi cảm ơn hết. Thì tiếp theo thì có phần hỗ trợ thì mời quý Minh Kha Đồng Tháp. Thì nãy giờ nghe những người anh sáu đây chia sẻ hoàn cảnh của cô cũng rất là xót xa. Dạ thì tụi con từ Đồng Tháp đến nghe cái hoàn cảnh thì quá khó khăn nên là cũng sắp xếp thời gian để đến để hỗ trợ cô, để cô có cái nơi an nghỉ. Dạ thì con có tiền quỹ từ quý mạnh thường quân gửi vào tài khoản con để đi gặp những hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ. Dạ con trích số tiền để giúp lo mồ mả cho cô hả chú. Dạ chị Lệ ở Mỹ 500.000, chị Liên Đặng ở Canada 1 triệu, chị Thảo Trương 500.000, mạnh thường quân giấu tên 1 triệu, Châu ở Mỹ 500.000, Trang ở Na Uy 500.000,
Zalo Thảo Lê 500.000 và riêng con thì con gửi gia đình giúp cô 1.000.000 nữa là tổng cộng 5.500.000 nha chú. Dạ. Thôi vậy tôi cũng đại diện cho sớm tình làng nó sớm rồi mấy đêm mà đến thì giúp vậy thì thằng này cũng không biết nói sao thì cảm ơn hết rồi. Thằng này cũng có chút sao thì mấy anh em bên cái từ thiện mà ai gặp hoàn cảnh khó khăn này gì đó thì giúp cho ta vậy trong hồ của người mất thì vậy ta vui lòng lắm. Để con đếm lại có phải 5.500.000 không ta? Đúng rồi đó Minh Kha. Hả? 1.500.000 đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. 4.500.000 của Mạnh Thường Quân với 1.000.000 của Minh Kha là 5.500.000. Dạ, thì một lần nữa Minh Kha cũng như là những anh em ở đây chân thành cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để hỗ trợ cái đám tang để cô ra đi thanh thản. Thực sự ra chú nói ở sớm, chú nói với cùng ông anh kia nói nếu mà không có thì không biết như thế nào. Sáng giờ vận động được 900 mấy à? 900 mấy. Dạ. Ở đây mùa mưa nắng này cũng đỡ, mùa mưa này cũng khô khan lắm. Thì chú đảm nhiệm cái phần an táng cho bà, mà ví dụ như đủ thì thôi, còn nếu còn dư lại á chú thì chú sẽ làm 3 ngày mở cửa mã cho bà nè. Cúng kiến được rồi, chú cúng kiến cũng tầm 49 ngày. 49 ngày đó chú làm luôn. Bà chị bên dạ. Cũng phải chú cũng ở gần đây. Thì tôi ở nhà đây nè. Dạ dạ dạ. Bên kia đó. Dạ. Còn chú gắng giúp cho bà hay chứ giờ rồi, chú không làm thì không lẽ không có từng dạ, mở cửa giờ tôi không làm được. Nếu vậy thì cái mộ của cô thôi mình dán đặt luôn đi ha. Cho đúng nó rồi, đúng rồi. Nhìn nó không có đó sợ không đủ kinh phí. Không đủ, đủ anh. Đủ không? Đủ, dán gạch không bao nhiêu tiền. Không thì để cái đó mình chú ông tính gói ghém đi. Còn dư thì mình tại vì biết cái làm cái núm nếu mà anh làm luôn cái dư đó thì nó sẽ tốn nhiều. Nếu còn dư khoảng chừng 2-3 triệu thì dạ dạ dạ. Rồi cái tiền gạch không nhiêu tiền chứ á. Tại vì dán gạch máy không có nhiêu tiền hết á. Rồi thì bây giờ chú sắp xếp anh em bây giờ em chờ ngoài chú. Những anh em ở đây là cũng là trông đợi tụi con đến xong đúng rồi, đúng rồi anh em sẽ đưa cái quan tài cô về đây nơi đó. Rồi bây giờ mấy chú anh em mình sớm giờ tội nghiệp. Dạ rồi. Bởi vì từ tổ cháu dạ dạ dạ. Dạ. Đi xuống bốn. Thôi giờ tiễn đưa bà cụ về mà bây giờ không có người thân chỉ vì bà con nói sớm rồi mọi người tay á. Rất là xót luôn quý vị ơi. Một cái đám tang nghèo với một vùng quê. Rất là đơn chiếc, không có ai làm đám cho bà hết. Không có tiền mà mướn đồng tiền. Bên kia. Cái bật kia. Đúng rồi, này mình đâu phải đạo sĩ chuyên nghiệp đâu biết. Giờ cho bà chào nhà cái. 1, 2, 3. Quay đầu lại hả? Đúng rồi. Cái đầu đây nè. Đầu đâu? Theo con. Cái đứt ra đây. Đó. Đứt trục ra đây. Đây nè. Qua sạch khó. Đúng là cái đám tang này ổn nhất Việt Nam luôn. Đây không sao đâu. Đây đây. Mình dỡ lên cái gốc cây ra. Không không dây làm sao thả xuống được. Đó cái cây này. Không để đâu mũ đây. Cây này hả? Tốt với tiền với gãy với tiền đi. Lấy thẻ ra đi, lấy thẻ ra đi. Quá trời thảm rồi. Đây
Đây mấy bạn nhỏ nhỏ đó là cũng chỉ là hàng xóm thôi, bà con nói sớm ở đây. Là sao? Đâu bà con với bà phải không? Kêu bằng bà. Tới nhẹ nhẹ cái bàn tay chút nha. Coi. Qua đây xíu không? Qua bên này hở nè. Nè, nhóng lên anh. Nhóng qua, đừng kinh lên. Nhóng lên anh, nóng bên này. Nó vừa luôn rồi. Rồi đó, đúng rồi. Vừa rồi chưa nè. Rồi cây để đó luôn hả? Được mà. Rồi, bỏ luôn, được không? Rồi. Bỏ luôn. Rút được thì rút đi anh. Rút được không? Không nổi đâu. Rút được. Rút không nổi đâu. Rút không nổi đâu. Cây nằm rút được. Đúng rồi. Sao anh nhét không được. Đào lọt cái kẻ này hơi nhỏ nè. Cái kẻ nó được. Nhộm nhém luôn như vậy. Rồi chúng ta đúng rồi, nó cũng đáng quá tội. Không, bình thường thì khả năng của người bình thường là có cái thùng, lấy cái thùng gạch để vô để chỉ đạo cái gì bí tối đa luôn. Dùng có đến thôi, đây còn đổ hồ lúc mất á thì cô nghèo. Rồi bây giờ kia cô ngã xuống quá trời tiền luôn nè. Đô không vô. Quá tiền quá tiền. Bỏ đất vô, bỏ đất vô. Cục đất bỏ vô. Đất luôn đi. Không có đất nhỏ thôi. Để sao hồ được.
Rồi mình trộn hồ đi. Rồi vậy cái mấy anh em trộn hồ đi. Rồi anh Khai với anh Tính vô trộn hồ đi, xong mới về chứ. Không có đội trộn hồ kia. Này dưỡng bảy. Giờ mấy anh với mấy chú cũng là bà con lấy sớm phụ trộn hồ này kia xây mồ mã cho bà. Đây tình là nghĩa sớm rồi. Nói chung là tuy là nghèo thiệt nhưng mà sau đó cái tình cảm giữa mọi người rất là lớn. Hồi nãy có nói một người là cháu gì của cô nó không tiêu thôi, thấy cháu mà cũng bà con xa mà đâu mất rồi. Đây, mấy chú cũng bỏ ngày công ra để phụ với bà. Tôi nghĩ mấy anh sáng giờ nghe nói là ăn có cử cơm à. Cho đưa bà về đây ăn nghỉ cuối cùng. Những người này là không có bà con ruột thịt gì với cô hết. Đây là những người ở xóm mà rất là thương cô, hoàn cảnh cô đó. Mấy anh em phụ làm mồ mả. Ở trong đây có người thợ hồ nào không anh? Có ông này nha. À vậy ha. Hồi nãy dưới mình có lớp nào dưới trên? Ông lắc mà chưa đều. Chưa đều. Mình không có cái chỗ mình trộn cho nó đều đâu. Mình trộn gì nó đâu có đều đâu. Ông trộn kiểu dân gian thôi. Cái này trộn kiểu lạ nè. Sao mình trộn hộp không vậy? Trộn đều cái. Trời, nãy giờ quên đứng ngay đầu. Cô Phật xin lỗi cô. Hết qua rồi, người hết rồi. Hết rồi. Tới giờ mới gặp không có người. Vậy bây giờ hiện tại là không có một người thân. À đúng rồi, đúng rồi. Sớm đó, bạn đưa rồi có cái bài xới xới cho nó đều ra. Cái mấy anh là phải làm trong đêm nay nè, cho nó xong rồi. Làm cái núm này ngày mai rồi. Bữa nay là phá ra thôi, nay phá cho bạn. Vậy nếu mình cắt thì cắt hết luôn anh. Trời ơi, chỗ bằng tay luôn rồi hả? Bằng tay luôn. Rồi nó ăn ngang, xi măng ăn tay ngang. Anh qua cắt cái cây bên kia giùm em luôn cho anh. Cây đó luôn đi. Còn cây cái tay nó tay nhà mà phải nó mượn rồi khỏi. Làm nhà mồi nó bỏ luôn. Thôi mình kết thúc đi. Giờ cũng gần 5 giờ thôi, mình về tới nhà cũng có 8 giờ. Thôi để cho mấy anh thôi gắng giúp bà nha mấy anh. Mấy anh em ở làm ha. Rồi tao làm với anh vừa nha. Dạ. Rồi giờ mấy chú mấy anh nha. Cảm ơn mấy anh rất nhiều. Dạ. Chứ ít gà thì đồng bào miền Tây mình cũng còn rất là quý cái tình làng.